Đâu sợ đâu nhỉ? Vừa quay vừa mua chim rồi em. Ngươi lại đào tạo tiếp con này à? Ui dồi, xác pháo nhiều ấy. Ui, toàn khuôn mặt xác pháo. Lại đào tạo thêm một em sĩ đanh thần trưởng. Con máy là ngay nhé, ngay cá bây giờ. Đi. À mày cứ ở đấy để tao đi tặng. Thế bảo thả. Bọn nó thích được tặng à? Giống loại thế. Ừ, ai chẳng thích được tặng. Con gì nó có máy. Anh ơi, em đi nhập bọn này nhiều lắm anh ạ. Mẹ về bọn nó mua mi thiếu em toàn tặng kèm thôi mà. Bán bọn này được nhớ bao tiền? Chuyên săn gà đấy, săn gà con này ăn gà, gà con là phát một luôn đấy. Gà to nó ăn sơi nhỉ? Gà trung chiến nó sơi là bình thường đúng không ạ? Ưng là ưng ấn. Con này phải được cân đấy nhỉ? Được cân đấy, được cân đấy. Con này thịt mới ăn ngon không nhỉ? Loại này mới ăn ngon không? Nhưng mà tự nhiên thì nó sẽ ngon rồi. Mà con nông này làm đây là công. Cái này ai cần bao giờ? Khá lắm thế rồi. Khả năng nó dai thì thế nhỉ? Dai. Con này phải bố con mẹ rồi. Sao không? Khuyên nó đều cù qua con cắt thôi. Nhanh giỏi chơi cả ngũ sắc à? ngũ sắc toàn ngũ sắc. Đúng này, cái đúng rồi, đúng chất núi đá. Phần trên nó già, phần dưới mới thay lông. Ngũ sắc. Đây họa mi chảo màu chia lửa rất nhiều. Chưa bọc cá đâu. Lồng bẫy. Chia lửa. Nhà có hai chục bộ này. Con mồi đâu? Mồi ra. Cái này thì phải gừng núi đá hả Ngân? Không phải. Cái này không phải gừng núi đá. Đúng rồi, cái loại kia nó thấp hơn. À phải đấy. Không mùi vào xít đấy nhỉ? Phải nhỉ? Gừng núi đá. Mày có mùi không cào cào? Đây, đang ngon mặt ở chợ chim đây. Sáng sớm, vừa ra. Đấy, vừa ra mà anh em đã chơi chim, mang chim ra chơi. Khá đông rồi. Sáng sớm chim quyền của bác.
lên. Xôi ngô dừa, xôi cẩm, xôi lạc. Đấy, trên kia khá đông anh em chơi rồi nhá. Anh này vừa mới mang chim ra này. Vừa ra thôi anh Lực. Vướng hết là đường rồi nhở. Để mẹ bên kia. Này, vừa mới sớm vừa mới anh này vừa mang chim ra nhưng mà đang tìm chỗ để chim. Anh Tâm chưa ra à? Tâm ra một lồng này rồi nhỉ? Để mẹ lên đấy được. À, góc trên này thì một số anh em cũng đang bày chim lên trên này hết rồi nhá các bạn nhá. Đấy, xong là mình sẽ lên bên trên để quay chia sẻ cho anh em xem. Chợ phiên hôm nay là chợ 12 Cù Gáy. Lửa. Con này bao nhiêu tiền? Con này đẹp này, con này có 2 triệu. Con này bao nhiêu rồi chú? 2 triệu, có 2 triệu. 2 triệu con này ạ? Được đấy. Con này bị đỡ mà. Con này nhà chú về nhiều chim không? 11 con. Xà màu hết ạ? Xà màu. Cháu đưa khuyên thôi. Vẫn đưa khuyên thôi. lồng và phụ kiện các loài chim đấy, mua chim phát là ra lấy mua lồng luôn tiện. Con này vừa con rẻ hơn thì đang kia có cả rẻ hơn 300 sản. Đây con này màu cáo phết này, màu đẹp phết. Vừa lấy màu lân nữa nhỉ, đá lân đá răng rồi đấy chưa mái. Anh bớt em mấy chục đi. Không bớt đâu. Có cả đầy đủ. Áo đẹp. Tại trở nên là có cả áo. Chào mao mùi. À, sắp. 200 quay luôn. Sắp. Đấy cho hộp được là túi này. Đây. Túi lắm đúng rồi túi. Đây. Tao chạy nước thịt. Sang bên này. Chim bên này đủ các dòng chim đây. Ok, kê góc kia là kê góc kia ông hạ ba lồng trên đúng không? Tại mấy cái bao đất ở trên đấy nhét một xe kia. Hướng rồi, để nguy hiểm cẩn thận. Nó sập mẹ luôn. Nguy hiểm. Đây đủ các dòng chim nha các bạn nha. Nhú sắt, khuyên, tiểu mi, chè than, chè lửa, sáo. Con nữa. Tiểu mi này anh em. Tiểu mi khuyên chè than này, này. Những con chè than đây có giá tầm 300-350. Đây đây rất nhiều chè lửa. Mua gì ạ? Con chè lửa đuôi dài bán được bán. Anh bán rồi anh. Bán được cơ. Nó gọi cho anh không được nên là nó bảo hai hôm nữa nó mới lấy. À thế để nhà đấy luôn đúng không? Không mang ra nữa. À, lửa ra đây mút khuyên hút mật chà lửa nhiều vẹt như không sáo cao quá nguy hiểm đấy cái bờ này để mẹ dưới cho anh ạ, để mẹ dưới này anh được đổ mẹ xuống rồi tách liệt. À, dòng hút mật
Khiếu cu gáy tre lửa sáo, đây có nhiều nhiều chim sáo và chim tiểu mi tre lửa này, vẹt ngược hồng và chim cu gáy tre than. Ở đây những con sáo tầm 300.000 con sáo nhé. Tiểu mi 300, đấy, lửa tầm 300-350 hút mật này, vòng hút mật. Quý lâm và ngũ sắc vẹt ngược hồng đưa cái thận rơi ngã xuống. Đấy, con này đuôi cũng khá dài, che lửa. Đó em nghĩ chắc không đổ được rồi.